Lời ai ca dưới ánh trăng này, đừng bước mênh mang đêm ganh hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tim một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ngày thuở ấy thanh xuân trăng ngân hào trộm như chiến hương. Giờ tóc pha sương qua ngân hào tiếng một dần trăng. Giờ tóc OK, các bạn vừa nghe âm thanh ở Du Nguyễn đang hát với bộ van số chỉnh cơ đó. Du Nguyễn sẽ quay gần lại cho bạn xem ha. Đây là bộ van số chỉnh cơ, sản phẩm mới nhất của Du Nguyễn Studio, và đây là sản phẩm độc quyền của studio chúng em. Nó cho nên là các bạn nào cần tư vấn có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn trực tiếp tư vấn cho mọi người cái bộ sản phẩm này nó sẽ có gì đặc biệt nha. Rồi, còn bây giờ Duy Nguyễn sẽ phép chào tạm biệt mọi người.